Chúng ta có những cái thời gian chúng ta đi nước này, nước kia, nước nọ, đi tham quan cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Nhưng mà ít ai mà bao giờ mà suy nghĩ đi đến đây tham quan cái hoàn cảnh này lắm quý vị. Quý vị biết không, cái này là trước ngôi Tam Bảo, những đức nói bị nghe 100%. Những đức đi lên trên Đà Lạt ở 5 năm trên đó đó vị. Trên đó những đức ở 5 năm trên núi gần Đà Lạt quý vị. Quý vị biết rằng Đà Lạt là những điểm du lịch nhiều nhất. Xin thưa quý vị, những đức đi ở đó 5 năm chờ. Quý vị biết lần đầu tiên những đức đi du lịch, quý vị biết đi đâu không? Chạy Tam Thần. Đây là 100% luôn, lần đầu tiên những đức đi du lịch trên đó là chạy Tam Thần. Đó. Lần thứ hai những đức đi là diện mồ côi. Lần thứ ba không có. Chỉ có hai điểm đó thôi. Chạy Tam Thần và diện mồ côi thôi. Chỉ có hai điểm này thôi. Và bản thân những đức đã cho ra một cái đáp số của cuộc đời rằng rõ ràng con người ta có thể đi tìm chỗ này chỗ kia bao nhiêu hoàn cảnh đẹp, mà người ta không hiểu được rằng là bao nhiêu con người khổ này, và mình không biết được rằng một ngày nào biết đâu mình cũng khổ như những con người này. Dù bây giờ không có tiền cho người ta hoặc không cho tiền người ta đi, nhưng mà đi vô cái hoàn cảnh này và nhìn con người này, họ cũng là một con người như ta và sanh đến cuộc đời này. Họ cũng sanh đến cuộc đời này cũng như ta. Mà bao nhiêu mảnh đời như vậy, tại sao chúng ta không tham quan cái du lịch nhân sinh này quý vị? Cho quý vị biết nghe, không có cái du lịch nhân sinh nào bằng cái du lịch này đâu. Vì cái du lịch này là du lịch tình thương mến thương này quý vị. Đó. Bao nhiêu con người có thể nói trên trời dưới biển, nhưng mà vô cái du lịch này đi rồi biết. Có thể những người từ xa nhìn qua cái khách quan gì đó, cả bản thân những đứa có khi giảng mà nó hơi cao vọng một chút, là người ta cắt hai ba câu người ta chữ. Nhưng mà người ta đâu có đi đến đây mà người ta nhìn những cái việc này đâu quý vị. Họ không chịu nhìn quý vị ơi. Họ nói rằng bây giờ đi nhìn người người mù chi, nhìn người quèn chi, nhìn người nghèo chi, thôi nhìn hoa hậu với ca sĩ đẹp đẹp á. Quý vị ơi, người ta đẹp vậy mình chỉ nhìn người ta được à, chứ mình đến gần người ta cũng khó lắm quý vị. Chứ bây giờ người mù này mình lỡ mình nắm tay là được liền. Chứ bây giờ mấy chị ca sĩ này lỡ nắm tay mấy bả, có mấy bả cho không? Đâu có dễ cho. Vị coi á, nó người ta có địa vị mà quý vị. Nên những đức nói chúng ta nên mở tâm ra nhìn những con người này một chút quý vị ơi. Cuộc đời con người chúng ta dù có tiếng tâm cỡ nào nhưng một ngày nào cũng hết à. Vì cái kết thúc cuộc đời mình là vô quan tài ngồi. Thật sự. Nên những đức đã vô quan tài ngồi trước rồi. Vô nằm quan tài trước rồi đấy quý vị. Nên á, quý vị, anh chị ca sĩ hát xong đi một vòng, bỏ thời gian chút xíu đi, đi một vòng nhìn bao nhiêu con người này đi, thì anh chị thấy rằng anh chị là người phước duyên lớn quá. Quý vị biết rằng là cách nay 2 ngày á, là người khiếm thị khiếm tật đăng ký chùa mình không là gần 7.000. Đó là đăng ký không đó quý vị. Chưa tính tất cả những người chòm sớm này, những người đi làm thuê làm mướn ta lỡ đây. Bây giờ hiện tại hồi sáng Đức qua bệnh là trong chùa mình có gần 2.000 chiếc xe Honda ở trong. Bây giờ xe Honda không chạy vô chùa được, phải đậu ngoài đường. Nên từ nơi đó mà kiểu này mà vô kiếm được có mấy trăm ngàn mà ra mắt cái xe Honda khổ chết mồ luôn quý vị. Thấy không? Nó quý vị thấy chưa? Đi một vòng đi, bây giờ đang ngồi ngoài nắng dữ lắm nè. Bây giờ thôi nghỉ nói chuyện. Thấy ca sĩ đến cũng tương đối rồi, bây giờ hát nè. Bây giờ á, ngồi ngoài nắng tội nghiệp quá, giờ giãn hết nổi rồi. Thấy người ta tội nghiệp quá, ngồi ngoài nắng ngoài đợi ngoài. Hát xong để tặng tiền cho người ta ha. Còn ai mà bây giờ mà nghe nãy tới giờ mà thấy mà muốn tu phước tu duyên mà chuyến này đi không chuẩn bị tiền đó, ngang đây có ngân hàng nè, qua rút tiền tiết kiệm thì rút ra hết đi, rồi đổi tiền rồi tự cho đi. Chứ những đức đâu có kêu đưa những đức đâu. Xin thưa quý vị, chưa bao giờ cái chương trình này mà những đức kêu bị đưa tiền những đức đâu.
Quý vị có bao giờ nghe những đức kia quý vị đưa tiền cho đức không? Những đức đều nói rằng những người ở xa không đi đến đây được, muốn cùng chung tay những đức thì chung tay. Còn những người đi đến đây được, hãy đổi tiền ra tự tay cho người khiếm thị đi. Hiểu không? Rồi dẫn con cháu mình theo. Con cháu mình cho tiền người ta xong về dạy con cháu mình: con ơi con, bao nhiêu con người khổ đó con thấy không? Con nên thương người nghe. Nó nên dạy con cháu mình đi. Đó, nên các anh chị ca sĩ mà đi đến đây hát á, chương trình chùa mình, chương trình này á, các anh chị thấy sẽ cảm động lắm. Nên những đức nói có thể đi đến nơi nhiều người, nơi có kiếm tiền được, nhưng mà có những nơi thật sự chúng ta nên kiếm tình thương mến thương quý vị. Thấy không? Những đức thì nói chuyện cái tiếng không có ngọt, cái mặt cũng thấy ghét. Nhưng mà được có một cái là, xin thưa quý vị, những đức là gan làm việc thiện lắm. Giờ những đức hỏi quý vị này, cha mẹ những đức chết hết rồi, những đức đâu có vợ con gì đâu. Những đức sống với con người là những đức sẽ thương con người thôi. Nên đối với những đức hiểu cái việc làm thiện rồi, bản thân mình làm cực lực hết mình luôn. Nên những đức là gan nhất. Vì sao? Những đức không có ai để mà dính những đức mà những đức không gan nữa chứ. Đâu còn ai nữa đâu. Nên gan lắm. Hôm qua có bà cụ, bà gặp những đức, bà kể câu chuyện. Bà nói nè: thầy ơi, con của con dạy dữ lắm thầy. Từ khi còn nhỏ là con hiểu à. Cái người mà nhiều chuyện, nhiều điều chăm thọt người khác đó, con dạy con kỹ dữ lắm thầy. Con dạy quá kỹ luôn. Vậy mà không biết sao mà sau này con lớn lên nó vẫn làm cái việc đó. Sao kỳ vậy thầy? Chứ đâu phải con không dạy đâu. Xong những đức nói: mọi người mọi cái nghiệp sanh đến cuộc đời này vậy đó các cụ. Có khi cái nghiệp của người ta là nhiều đời nhiều kiếp, nó chiêu cảm cái nhân đó, nó thành cái quả đó. Nên tuy là bà dạy nhưng mà cái nhân của họ tạo quá mạnh, nên cái quả nó sanh ra mạnh quá. Hiểu không? Nên quý vị ơi, mình mà dự chương trình kiếm thị đó, nghe quý vị quan sát đi, cái người ta quá nhiều người khổ. Rồi cái người mà bị chồng bỏ, vợ bỏ hay là bất hạnh gì trong cuộc đời, mà quý vị còn lục căn đầy đủ, quý vị thấy rằng mình chưa đến nỗi khổ quá đâu quý vị. Chưa đến nỗi khổ quá đâu quý vị à. Thật sự luôn á. Tôi coi kìa. Trời ơi, gì đâu mà đầy chứ, đang giờ đang vô. Đi lũi. Đừng có nói mà giờ này mới có 6 giờ. 6 giờ hôm qua là đã đến rồi. Có 5 người từ Cà Mau đi xe lên đây. Quý vị coi cái vé xe Cà Mau lên đây nhiêu tiền. Bạn đi bạn về cái vé xe chắc cũng cỡ cũng 700-800 vậy hả? Tiền cho chưa được 700-800. Bây giờ đi 700-800 mà không đủ tiền xe về. Nói tàn ơi, từ Cà Mau đi lên đây, nếu mà mấy anh chị mà đi lên đây vì nghe pháp, vì dự chương trình này, để mà tùy hỷ cái tâm vui vẻ, để mà thấy chùa làm những việc này, mình tùy hỷ với chùa, tùy hỷ bằng cái tâm là Nam Mô với Đà Phật á, thì được. Nhưng mà nếu mà vì cái chuyện đi đến đây tặng quà mà từ Cà Mau đi xe lên đây, bạn đi bạn về mà đi lên đây mà nhận quà mà tính như cái chuyện tiền xe và tính thêm cái việc mà cho tiền này, thì những đức thấy nên ngồi suy nghĩ lại. Những đức nói bây giờ khổ vậy mà đi lên đây tiền xe ở đâu? Nói mượn ở sớm rồi đi lên đây, rồi nói lên đây có cho tiền rồi về trả lại. Nói chuyện sao thấy chơi cái môn này tôi hồi hộp thiệt. Từ Cà Mau mà đi lên đây quý vị biết tiền xe nhiều tiền lắm chứ quý vị. Mà chắc chắn là cho không được 700 ngàn đâu. Không có được 700 sao mà được. Phải chi mà người cho 100, 200 thì còn có thể. Có mình những đức cho được 200 chứ nhờ người ta đổi ra cho được 10 ngàn, 20 ngàn á. Đông này quý vị coi, nếu mà 10 ngàn á mà 5 ngàn người là nhiêu? Hả? 250 triệu.
50 triệu. Nó quý vị coi thấy không, cũng là nhiều rồi. Cái một người sao cho, nên ta đổi ra người cho được 10 ngàn, hoặc có nhiều người cho được có 2 ngàn. Quý vị ơi, gom gom lại những đức nói người khiếm thị mà một người có được 400 ngàn mà tiền xe những đức bao hết đó nghe thì được. Còn nếu mà tự trả tiền xe mà đi đến đây là không có dư quý vị ơi. Tội nghiệp quá. Ừ. Quý vị tin có những chiếc xe mà những đức trả 17, 18 triệu quý vị. Một chiếc xe 50 chỗ 17, 18 triệu những đức trả đó. Tại vì họ năn nỉ, họ nói rằng là họ thích đi đến đây vui. Họ nghe người khiếm thị nói tội nghiệp quý vị. Họ nói là có những người khiếm thị họ bị ở trong nhà không à. Họ không được đi đâu chứ. Rồi dự chương trình này nè, có nghĩa là họ mới được đi. Họ mới được đi á thì họ vui lắm. Nên thầy tổ chức chương trình này cho chúng con, lâu lâu như chúng con được đi du lịch. Họ nói vậy đó. Khiếm thị gặp như đứa nói mà thôi con đừng, con tự ấy đi. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta khi mà mình dự cái chương trình này nè quý vị, mới cảm giác được cái tình người mà trong đạo pháp. Thật sự quý vị đi đến đây quý vị hãy cảm nhận đi, nếu như không có tấm lòng không có ai làm chương trình này đâu quý vị. Thật sự quý vị á, quý vị biết rằng mấy ngày nay những đức muốn nói chuyện không gan hơ, sắp xếp công việc á, chuyện giỡn hả, nội mà tặng tiền thôi những đức chia ra 3 ban. Bây giờ mình nói khổ quá quý vị, nếu mà không nghe đạo thì cũng không hiểu đâu. Nó có những người mình thấy cũng ngộ ghê, mấy chương trình khiếm thị trước cái mấy người mà sáng mắt á, họ cũng nhanh tay nhanh chân á, cái vừa cho ở đây cái họ chạy lên kia, vừa cho kia chạy lên đây, vậy mà nhận được rồi thì im gu đi, vậy mà còn đi qua bên kia nói cho bên kia nghe, để bên kia mấy thầy bên kia mới điện cho những đức nói ông coi sắp xếp lại. Họ nói họ kiếm được người gần 2 triệu. Chàng ơi, được thì im gu đi, đúng là khổ ghê, nói làm chi ha quý vị. Nó nên ở bên kia quý thầy bên kia cũng điện nhắc những đức nói ông làm chương trình ông phải kiểm tra cho kỹ nghe, coi coi sao nó chạy tới chạy lui mà gì. Trời ơi khổ kinh khủng, thấy không, kiếm được thì mình im gu đi quý vị, nói làm chi, thấy không, đúng là hết phước. Nên những đức nói cho vị nghe là ai mà cho tiền người khiếm thị, bất cứ một người nào đưa tay là mình đưa tiền, đừng quan trọng nhìn ngó họ, họ sáng mắt, họ tối mắt hay họ cái gì, mặc kệ họ, cho hết tiền thì thôi. Sao chứ nghe, không cần quan tâm tới quý vị à, đừng có để ý tới làm gì. Mỗi lần tặng tiền ai cái là ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, mình gọi họ là ai với đạo Phật á, mình mong họ tương lai về thế giới cực lạc làm ai với đạo Phật đi. Có tâm đó đó quý vị. Quý vị có tâm nó bố thí cúng dường đi là quý vị sẽ an lạc vô cùng. Ơi chuyện làm này những đức kinh nghiệm quá. Chùa của mình mà gặp mà những đức đưa lên kế hoạch rằng là chỉ có người khiếm thị vô đây thôi, còn mấy người sáng mắt không cho vô, chắc là rã đám lâu là không được. Nó sẽ trở ngại lớn, trở ngại rất là lớn. Nên những đức nói thôi kệ, lâu lâu chúng ta tổ chức một lần cơ hội cho chúng ta tu duyên tu phước. Cứ vậy đi quý vị, thấy không? Nên những đức nói rằng là ai cầm tiền đến mà tặng người khiếm thị á, mà tặng xong rồi mà còn dư tiền đi tặng nữa, tặng khi nào hết thì thôi, tặng họ đi quý vị ơi. Quý vị đừng có đưa những đức, đừng có nói là con tặng người khiếm thị rồi dư con đưa cho thầy khỏi. Quý vị cứ đưa cho họ hết đi, họ thi một đồng một cắt nữa, được cho họ mừng, những đức cũng không đến nỗi khổ quá.
tương đối mỗi ngày có tiền xài lấy rai, có gạo nấu, mấy bà già cũng có sữa uống. Được rồi, ngày nay xả sạch hết đi quý vị. Đừng có đem cúng cho nhà nước đây cắt bạc nào, chứ cứ tặng họ hết đi. Còn nếu như quý vị có tiền chẳng mong có tiền lẻ, qua ngân hàng đổi kìa, ngân hàng sát bên này qua đổi đi, đổi qua tặng họ. Quý vị ơi, nên tạo cái mà mình cầm theo được với cái cuộc đời này. Có hai loại mà mình cầm theo được, đó là thiện và ác. Nếu như quý vị không tạo thiện thì bị tạo ác thôi. Không lẽ đi cầm ác theo để đi xuống ba đường ác hả quý vị? Tạo thiện đi quý vị, chứ cầm thiện theo. Nên mình tặng cho người ta nghe ai với đạo Phật, cái mặt vậy nè, ai với đạo Phật. Để chi sau này người ta cho mình á, người ta cười với mình. Chứ đừng có cho màn gì nghe. Gì? Mắt coi mắt thì sao hả? Tay chân đầy đủ. Nghe ông thầy giảng thôi khỏi cho luôn nè. Đừng có cho gì quý vị. Nên như Đức nói vị vị đừng có để ý tới ai chứ nha. Vì hãy niệm câu Phật hiệu mà cái miệng cười cười đi, rồi tặng cho người ta nè. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, nhớ nghe nè. Vậy thì an lạc biết nhiều, nói đúng quý vị. Những đức nói mấy cái chị mà biết những đức nè, rồi Phật tử là biết những đức lại bị có cơ hội tu phước tu duyên tối ngày. Thật sự luôn á, mình làm nhiệt tình mà quý vị. Năm nay mà mình khi cuối năm mà đủ duyên, mình làm một cái lễ cho thật là lớn cuối năm. Cái lễ gì quý vị không? Phật thành đạo. Hoành tráng cái lễ lớn luôn. Vì sao? Vì tu hành mục tiêu là thành đạo mà quý vị. Cái lễ này quá quan trọng. Mỗi năm trước chúng ta không để ý tới quý vị, thấy không? Năm nay nhà Đức để ý tới cái lễ Phật thành đạo. Cuối năm là một cái lễ kết thúc của một năm hoành tráng lớn lao. Một ngày một à, Phật tử khắp nơi nơi về 50-60 ngàn người, thấy không? Cứ làm cho người ta được lợi ích đi. Nó lây quay tới lễ viếng Quan Âm nè. Chuyến này nhà Đức đặt tượng Phật, quý vị biết á, hơn 10 công ty làm. Năm ngàn bộ tượng Phật để mà cho gia đình mỗi người bộ tượng Phật, để thờ Phật, để gia đình có tu tập. Nên những đức nói với anh chị ca sĩ nghe, ở nhà mà thờ Phật á các anh chị, lúc nào mà không đi hát, ở nhà niệm Phật lễ Phật đi. Chèn ô các anh chị hát càng hay, hiểu không? Không mà ca sĩ đến chùa mà ca toàn là ca sĩ dễ thương sao quý vị ơi. Không mà mình gặp nhau mình có duyên mình thấy dễ thương lắm quý vị. Còn mình mà không có duyên với ai mà làm ta ghét mình á. Ví dụ như quý vị đi đây, quý vị biết nhân đức thì quý vị thấy quý vị thương đúng không? Thương không? Nhưng nếu mà không thương thì sao quý vị? Thì ghét. Trong cuộc đời này thương là gặp nhau là thấy thương lắm quý vị. Nhưng mà đã lúc mà không thương thì làm sao? Thì ghét. Rồi ghét thì sao? Ghét rồi chửi. Bây giờ nhà Đức hỏi anh chị ca sĩ có bị chửi không? Làm gì không bị chửi? Dù bao nhiêu fan hâm mộ bây giờ cũng có fan không thích nữa. Lạ vậy đó quý vị. Nhưng quý vị nhớ nghe, có tiếng thì sẽ có tiền, có tiền thì có gì phải không?
là có quả, tiếng tiền quả sẽ đến với mình. Thấy không? Còn có những người mình á, vừa có tiếng kế là cái chữ gì? Có tai. Hai chữ tờ đứng kế bên. Tiếng, tai, tai gì? Tai quả đến. Đó, đừng nói ham có tiếng. Nên mình á, khi có tiếng là có tài. Còn nếu mà quý vị không có tiếng, ai biết quý vị đâu mà có tài. Thấy chưa? Đó. Nên á, từ nơi đó mà trong cái cuộc đời này, cái danh cái lợi đến thì cái quả sẽ đến. Nó lôi theo kế bên vậy đó. Nên bản thân mình phải biết khéo léo tạo cái danh, thì mình phải biết giúp con người. Tại vì có danh mới rủ được nhiều con người. Rồi có danh thì có tiền mới làm được nhiều việc thiện. Hiểu không? Phải không? Bây giờ vì không có tiếng, ai đi đến đây tu? Nó đi đâu tu đâu? Đâu ai biết mình mà đi đến đây tu. Rồi nếu mình không có tiền cho tổ chức chương trình khiếm thị. Bị tính đi. Nội mà bây giờ tiền xe bị trả cho họ thôi, bị tính đi. Vậy ra ngoài trước bị đứng bị coi chùa mình đứng á, đứng ngay cái cổng á, cái xe vô 50 chỗ bao nhiêu? 7 triệu. 50 chỗ bao nhiêu? 10 triệu. 50 chỗ bao nhiêu? 15 triệu. 50 chỗ bao nhiêu? 6-7 triệu. Gần xa tùm lum, cái vô trả vô trả vô trả. Thì có đứng mà trước từ sáng tới giờ trả hoài luôn á, cứ đứng trả hoài vậy đó. Rồi xong ở dưới nhà bếp thì nấu cơm ở dưới á, nấu rầm rầm với mua bánh, mua nguyên một cái bánh, nguyên một cái để nguyên cái đống bánh vô cái nhà vậy. Để mỗi một phần cơm của người ta để thêm cái bánh tráng miệng. Rồi mua 12.000 cái chai về hứng nước cam lồ Bồ Tát Quán Thế Âm. Hứng nước chùa, hứng vô cái chai nước gì, mua cái chai thì rẻ hơn. Nếu mua nước suối thì quá mắc. Mua cái chai mũ không của người ta sạch á, rồi xong về hứng nước của nhà chùa dặn nắp lại. Nước chùa, nước lọc từ trong chùa ra luôn. Rồi nấu cơm quá trời, làm đồ ăn ra cơm hộp, bỏ chai nước vô. Rồi thí dụ như xe 50 người thì để một phần 50 hộp cơm, 50 phần đồ ăn, 50 cái bánh, 50 chai nước buộc điên điên ra. Rồi để phần phần dán giấy vô. Hộp cơm này là 50, đây là 50 chai nước, kết hợp lại để lên chiếc xe 50. Này là 40, này là 30, cái này 16 chỗ, cái này 7 chỗ. Là bắt đầu để rõ ràng. Ra xe để lên xe người ta hết trơn. Khi người khiếm thị xong ở đây đi ra là bắt đầu lên xe xong đi về. Thấy một tổ chức không? Không đơn giản đâu. Nếu như nguyên một vàng người này mà ở ngoài á, mà chúng ta để cơm mà ra lấy cơm, quý vị nghĩ được không? Không được mà coi chừng bị đè. Không có thấy đường đâu. Nó nên á, có cái cô này, cô đi tặng tiền. Cô nói thầy, thầy người khiếm thị kỳ quá. Nói sao? Con lỡ con tặng tiền. Cô nói nè chú ơi, tiền này chú ơi, tiền này chú ơi. Xong cái họ không chịu chụp tiền mà đưa cái tay lên trên. Nhưng Đức nói tại bà chứ tại người khiếm thị gì. Đã người ta không thấy đường mà bà đi cầm tiền mà đưa người ta và kêu nè chú ơi. Đã người ta chỉ hết trơn rồi bà cầm tiền, người khiếm thị đa phần ta để tay gì nè. Thì mình cứ để, mình ai với đà Phật, mình để tiền vô tay người ta. Ai Phật mình để tiền vô tay người ta. Bà cầm tiền mà đưa chú ơi nè chú ơi. Thì họ có thấy cái tay bà đâu thì họ đưa lên tầm bậy. Đâu thường người khiếm thị. Bậy thì ghê. Sai rồi. Hiểu không? Nó mình tặng tiền người khiếm thị mà. Nó nên á, khi mình đứng gần người khiếm thị nó đâu thấy đường đó quý vị. Mình đứng gần người ta thì gần cỡ nào, gần mình phải cách xa người ta khoảng 2 gang. Tại người ta đâu thấy đường đâu, cái sự phản xạ của người ta. Người khiếm thị là người ta đi người ta ưa gì nữa quý vị. Mà người ta chụp được chỗ nào là người ta chụp à. Tại vì người ta đâu thấy đường đâu, người ta đi người ta gặp đâu thì người ta chụp đó. Người ta đi kiếm chỗ bám mà quý vị. Nên mình phải đứng với người ta là mình phải đứng xa xa gần chút. Vì mình đứng gần là người ta chụp đâu là người ta chụp đó.
không biết chỗ nào hết trơn á, dính đâu dính mặc kệ. À, mình đó, cái đó là chương trình kiếm thị đông người, mình đã hiểu đó quý vị, nghe không? Còn khi mình đi tặng tiền là mình phải đi có hàng lối đàng hoàng, mình đi có hàng lối, có người cầm cờ hay là một người đứng đưa tay gì nè, thì 10 hàng xong tới hàng 11 mình tiếp tục đi. Chứ gặp mà mình đi mình đi kiểu này, mình đi chút mình nhìn là ủa cái hàng này đi chưa ta, mình đi chút mình đi hoài có một chỗ à, mình đi một chỗ mình đi hoài vậy đó, đi không có được, nó thấy không? Ở đây là người ta tổ chức, người ta kinh nghiệm mà quý vị, vừa tặng tiền người ta mà suy nghĩ mong ai cũng có tiền, mong ai cũng có tiền hết quý vị ơi. Nó quý vị thấy những đức làm có ai trả lương như đức không, mà những đức lại suy nghĩ cho người ta nó nên không. Nói tóm tắt là mình rất là vui quý vị, mình vui khi mình được làm người mà mình may mắn mình gặp Phật pháp, mình biết hướng thiện, mình mừng nhất là vậy thôi à. Nếu như mấy chục năm cuộc đời mình đi làm ác không, quý vị thấy mình thấy thê thảm không, thấy quá thê thảm luôn. Những đức chúc mừng cho những người có tâm hướng thiện, chúc mừng cho quý vị, chúc mừng cho quý vị đến cuộc đời này quý vị có tâm hướng thiện. Và chúng ta niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật tội nghiệp những người có tâm hướng ác. Thật sự quý vị, làm ác khổ lắm, tương lai mình rất là khổ. Đó. Hôm qua có ông cụ, ông ở đâu á, ông đi đến đây, ông bị què cái chân, xong lại chùa cái ông xin ở. Nhà đứa hỏi con cái thì sao, ông mấy đứa con, nó dạ có ba đứa. Rồi con ông có biết ông đi đến đây không? Vừa hỏi tới đoạn đó ông làm nè. Mình biết rồi. Hỏi hả? Nhưng đứa hỏi thì ông nói đi sao để nhìn đứa biết. Biết rồi nhận ông là ông ở đâu không sao xác. Ba đứa con đuổi ra khỏi nhà. Chùa mình đâu có ít đâu. 2000 người này đâu có ít đâu quý vị. Không, đâu có ít đâu. Nên quý vị ơi, lúc chúng ta còn khỏe, dù làm gì kiếm tiền thì làm, nhưng hãy tránh những điều ác. Vì một ngày nào chúng ta sẽ gặp quả báo ác, nhớ kỹ nè. Bây giờ mình đang lo cho con cái mình, nhưng ai biết được mai mốt con mình có lo cho mình hay không. Những đức mong rằng những người nghe những đức giảng pháp sau này, dù quý vị có gặp cảnh ngộ gì, con cái hắt hủi, nhưng đức mong quý vị hãy nhớ lại lời như đức nói: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Trả nợ cho người ta đi quý vị, xong nha. Đó, nên những người khiếm thị mà đi đến đây, bữa nay chúng ta nói chuyện chút xíu thôi, tại vì anh chị ca sĩ nay hát cũng đông, để chương trình mình rút lại thật sự mà nói quý vị, thiếu pháp không nổi vì ngồi ngoài săn nắng. Mình nghĩ tới họ ngồi ngoài săn nắng, mình thiết pháp không nổi. Chỉ cần họ đến đây họ nghe câu Phật hiệu là những đức mừng cho họ rồi. Thật sự. Mình cầu Tam Bảo gia hộ nghe quý vị. Mong cho tất cả chúng sanh ai cũng nghe được Phật pháp. Người có duyên thì tiếp nhận, còn người không có duyên được kết duyên. Chỉ mong vậy thôi. Chỉ mong vậy thôi mà làm chương trình này đó quý vị. Chỉ mong vậy thôi mà làm chương trình này đó. Mình sáng mắt mình khỏe đây nè, mình còn khổ nè, không chi là người ta mù kìa, què quặt kìa. Thấy không? Lúc trước mấy anh chị ca sĩ chưa hát á, là mấy anh ca sĩ sau lưng đó hát đó, tường văn đồ đó quý vị. Hồi đó hát á, bữa nay mấy vị có tặng tiền thì lên tặng tường văn đồ mấy anh ca sĩ hồi đó hồi xưa ấy không. Bây giờ có anh chị ca sĩ hát rồi, họ ngồi nghỉ ngơi. Thấy không? Nó. Nên tội nghiệp lúc trước là mỗi lần khiếm thị là họ hát ở đây nè quý vị. Cái anh đó, anh Tường Văn á, anh khiếm thị mà anh cục hai cái tay. Mỗi lần anh hát anh lên anh lấy hai cái tay anh kẹp lên gì nè. Không biết quý vị có coi không? Anh kẹp lên gì nè. Thấy tội nghiệp lắm. Anh hát ca cổ chèn ô. Anh ca xong mà mình muốn gớt gần cổ mình luôn. Anh ca dữ quá. Anh ca tiếng như Minh Dương vậy vị ơi. Ồ. Hiểu không? Nó còn có một chị chỉ ca y gan lệ thủy vậy đó. Ờ, hay lắm.
Nó có tật có tài ha. À, chuyến này chương trình khiếm thị càng đông dữ dằn. Mà thấy tội nghiệp bữa nay nắng cũng nhiều nha quý vị. Ngồi ngoài nắng dữ lắm. À, nên tuốt ở ngoài đó ngồi không đơn giản. Nắng mà đỡ bữa nay không mưa. Chứ hôm qua là có mưa nghe quý vị. Bây giờ này đang đến rất đông. Nghĩa là xe xung quanh chùa Hộ Pháp mình không có chỗ đậu. Xe ông Đa, xe hơi rồi giờ đậu ngoài đường đầy hết. Nên có nhiều người đi đến đây dự chương trình khiếm thị được tặng ví dụ như được vài trăm ngàn và đem nguyên chiếc xe Honda để ngoài đường ngoài không giữ. Cái này thấy nguy hiểm quý vị. Quá nguy hiểm. Được tặng có mấy trăm ngàn mà để chiếc xe Honda mười mấy hai chục triệu ngoài đường ngoài. Kiểu này người ta lợi chắc người ta lựa chiếc nào người ta đem đi chiếc đấy quá. Với hổm mắc cười lắm quý vị. Chương trình kiếm thị với hổm á, cách đây mấy tháng đó, xe Honda để quá nhiều, cái tự nhiên được nhận tiền rồi xong nãy kia đồ xong vui chứ quá thì sao, cái tự nhiên đi lấy xe cái bỏ quên là hai chiếc. Bỏ quên hai chiếc xe Honda quý vị. Xong rồi bữa sau lại nhà chùa đi vòng vòng cho thấy hai xe Honda đậu ngoài tuốt cổng chùa. Xong mới đem vô trong chùa. Rồi xong mà bữa hai bữa gì lỡ hỏi xe Honda. Mới đưa hai chiếc em về. Gì đâu mà ngộ thiệt. Thì coi giờ này xe Honda đậu đầy ngoài kia để đại luôn không ai coi luôn. Còn chùa thì chỉ giữ được nguyên một cái lọt xe Honda mà. Chứ chắc cũng mấy ngàn chiếc gì giữ trong, còn nhiêu là không giữ nổi nữa, là tự để ngoài đường để đại để càng khóa cổ đi vô ngồi trong đây. Các vị thấy mình cũng cầu Phật gia hộ, đừng có ai lấy xe ông đa họ. Tội nghiệp hỏi quý vị. Bây giờ khổ quá, bây giờ có mấy trăm ngàn mà mắc xe ông đa thôi chắc khóc chết mồ luôn, thấy không? Nên khổ quý vị ơi. Nên những đức nói rằng là chúng ta có cơm ăn áo bận, có cuộc sống là mừng lắm rồi. Quá mừng. Nên những đức nói với người trong chùa mình, nói nè, chùa mình đông gì mà mình có phước gì, các cụ đồ có cơm ăn áo bận, cuộc sống ổn định là quá mừng. Mừng dữ lắm quý vị. Và mừng nhất là quý vị biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mừng nhất là quý vị biết tránh điều ác, biết làm điều thiện. Mừng nhất là chỗ này luôn. Xin thưa quý vị nghe, bây giờ mình càng học Phật nha quý vị, mà mình thấy ai làm ác là 100% vị là mình thương họ. Quý vị coi bây giờ mỗi ngày mình vui, mình an lạc, mình hướng thiện, mình làm thiện, mà người ta làm ác, quý vị nghĩ quý vị còn ghét người ta nữa cái gì nữa bây giờ. Mình cảm thấy là mình gì là mình có duyên phước lắm, mình mừng dữ lắm rồi, mình thương mình tội nghiệp người ta. Mình thương mình tội nghiệp người ta. Xin thưa quý vị là những đức tổ chức bao nhiêu chương trình gì, người khiếm thị gì, đã quay phim lên đầy trên mạng hết. Người ta đều nhìn thấy rõ ràng hết trơn. Mà người ta vẫn không vừa lòng, vẫn chữ là vẫn chữ. Mà quý vị biết rằng những đức vẫn nói để chi vị biết không? Những đức mong họ đừng có chữ nữa, không phải là những đức nghe mà sợ đâu. Vì những đức đâu có nghe, mà những đức tội nghiệp họ, họ tội nghiệp nặng quá. Vậy thôi quý vị à. Chứ những đức có cái gì chứ á. Mỗi ngày những đức vẫn là ăn cơm buổi nào cũng ngon, ngủ ngon rồi, ăn ngon rồi. Vui vẻ, thiết pháp, an lạc, cười, bình thường. Không có vấn đề gì hết.
mà tội nghiệp hỏi quý vị. Trời ơi, sao mình không mở mắt cho mình coi chị? Quý vị biết không, lẽ cái chương trình này là giả sao quý vị? Hiểu không? Trời ơi, 2 giờ mấy nhà Đức thức dậy. Vì thấy những Đức lúc này hơi ốm lại, tại vì buổi chiều những Đức không ăn cơm. Thêm cái nữa là những Đức làm việc hơi bị nhiều, làm việc nhiều, làm thêm nhiều việc. Rồi sáng 2 giờ mấy là thức dậy, Đức chiên đồ ăn cho buổi trưa nay 10.000 người. Bầu sáng 3.000 người ăn là 13.000 người. Đó. Nên từ nơi đó mà ra cơm rồi xong hết, mấy cô đang dưới đang luộc rau rồi ban bệ làm chàng ô từ giữ xe bên đậu chàng ba tập trung qua đây phụ, kết hợp mấy anh em từng ban tổ chức, quý thầy quý cô quý chú quý cụ. Âm thanh nãy được bớt lại chút đi, hú rồi đó, nãy người ta được rồi. Nên từ nơi đó mấy vị biết rằng giữ yên nguyên đi, từ nơi đó mấy vị biết á, mình á, mình làm gì đó mệt nhưng mà mình vui, mệt mà vui quý vị. Những Đức vừa về, những Đức lấy điện thoại quay vòng đi vòng quay cho họ coi, mong cho người ta làm chi, nhìn thấy cảm động một chút đỡ tạo khổ nghiệp, chỉ nghĩ vậy thôi quý vị. Chàng ơi, chùa mình giờ thì thôi tiếng tâm quá trời, những đâu có cầu nữa đâu, biết đầy giờ thôi, đâu có cầu cái đó đâu. Nhưng chỉ mong mà chúng sanh mỗi ngày nghe, có khi biết đâu bừng tỉnh, giống như chợt tỉnh cơn mê, quay đầu là bờ quý vị. Tội nghiệp quý vị ơi, thấy không? Nên bao nhiêu người khiếm thị mà các anh chị ca sĩ mà đến mà thấy không? Trời ơi, mình được sinh ra đời lục căn đầy đủ, được làm tu sĩ, được làm ca sĩ, rồi được làm nghệ sĩ, rồi được làm bác sĩ, rồi bị lòi sĩ. Vẫn là quá đặc biệt hơn người ta bị khiếm thị khiếm tật quý vị. Quý vị coi giờ người ta ngồi ngoài đường thì người ta nắng quá trời ngoài kìa, ngồi thấy không, đầy hết chứ. Mà như Đức nói bảo đảm 100%, chỉ có một mình những Đức là mới có thể tặng cho người 200.000. Không thể nào mà có một tổ chức nào nữa mà nói mà dám mà một người đi cho tặng 200.000 mà trong gần 10.000 người này. Không có đâu quý vị à. Rồi xe thì những Đức ở ngoài trước, những Đức trả tiền xe hết trơn. Nên nãy những Đức thông báo á, tất cả những người khiếm thị đi về chùa mình là tiền xe những Đức trả hết rồi, không có một cái quyên góp gì mà nói là đưa lại cho thầy Đức hết trơn nghe. Nhớ. Đây là những Đức nói đó. Có nghĩa là tất cả các đoàn đi về chùa mình tu tập, quý vị nếu như người sáng mắt thì tự bỏ tiền xe đi đến đây, không có một cái gì gọi là đi đến đây mà bắt buộc là phải quyên góp để đi đến đây cúng dường cho thầy Đức. Đây là trước ngôi Tam Bảo. Còn riêng người khiếm thị là những Đức đều là trả tiền xe sạch sành xanh luôn, còn đi đến đây một chút tặng quý vị người 200.000 nữa. Đó, cái đó là việc của những Đức làm, quý vị không dính vô chút nào hết. Không? Nghe nói có mấy đoàn người khiếm thị á, mà người ta gom người 10.000, nó là tiền đó để đưa cho thầy Đức. Nói tiền ơi, khổ ghê. Nghe không? Đã làm thì làm cho tớ luôn, chứ 10.000 gom chi gì chàng. Nghe không? Còn nếu mà không có tiền thì nghỉ làm, còn có thì làm, không có là thôi. Nó nên mình đi đến đây ai cũng gì quý vị ơi, tình thương mến thương đi quý vị. Nghe không? Đó. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập, đó là muốn chấm dứt khổ đau phải làm sao. Khổ nè, khổ đó. Giống như câu chuyện như Đức kể, bà già bán khổ, thấy không? Bà khổ vì con, khổ vì bản thân, khổ vì nghèo. Bà gặp vị thầy, bà hỏi: con khổ quá thầy ơi, làm sao và cách nào mà giúp cho con hết khổ? Bây giờ những người khiếm thị này, khiếm tật này, những người nghèo như chúng ta cũng là: con khổ quá thầy ơi, có cách nào giúp cho con hết khổ không?
Nhưng Đức nói nếu như quý vị mà chịu niệm Phật là hết khổ. Con niệm Phật sao thầy? Cứ đi đứng nằm ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật cũng được tùy quý vị. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Ai mà thích niệm bốn chữ thì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nếu ai thích niệm sáu chữ thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật đi, lạ lắm, tự nhiên hết khổ à. À, nên có cái cô này cô khiếm thị mà từ khi những Đức tổ chức tới bây giờ mà cô đi đến đây á, hồi đó những Đức tặng cho cô chiếc máy nghe pháp, hồi nãy là mới thì này cô gặp những Đức này cô nói thầy ơi rõ ràng hồi cái lúc trước có thầy con cứ buồn cho cái số phận con hoài thầy, tại sao mà con làm ác gì mà con sinh ra đời mà bây giờ mà con khổ gì. Cô vừa hai con mắt không thấy đường mà hai cái chân cô cũng bị có tật luôn. Cô lết không rồi quý vị, lết không rồi, lết không. Mà như Đức tặng cô chiếc máy nghe pháp và cô nghe xong rồi cô niệm Phật, cô không có buồn trách cái số phận nữa. Cô nói bây giờ con vui lắm thầy, con rất là vui, hiểu không? Đó. Nên con người mình sống trong cuộc đời này quý vị, nếu như mình có cái tâm vừa lòng vừa ý thì quý vị vui nhiều à. Còn quý vị mà có cái tâm mà không vừa lòng không vừa ý là bị khổ nhiều, chắc chắn bị luôn. Bây giờ nói thiệt chứ anh chị ca sĩ đồ này kia, nhìn họ mà cái cuộc sống họ quý vị thấy được nhiều người quý trọng, bước ra là bao nhiêu người có khi chạy theo xin chữ ký. Còn mình có khi mình bước ra người ta vượt theo người ta ký mình. Nhưng mà quý vị hỏi các anh chị ca sĩ coi có khổ không? Phật nói đã mang thân này là khổ. Mà cái khổ là ngay cái chỗ mình không biết đủ quý vị. Mình không có biết đủ. Quý vị coi bây giờ đi tu, bây giờ làm việc thiện cũng vậy nữa, làm đến mức gì luôn mà cũng không biết đủ nữa. Bao nhiêu người khiếm thị gì mà cũng không biết đủ, mong cho đông thêm để mà cho người ta nhiều thêm để tôi có phước nhiều. Quý vị coi á, thấy không? Nhưng mà cũng còn đỡ hơn mình không làm gì mà tối ngày đi chăm thọt người khác, đỡ hơn quý vị. À, nên mình tệ nhất đi chăng nữa mình vẫn mong muốn làm việc thiện cho nhiều, vẫn còn đỡ. Đỡ hơn ăn không ngồi rồi không làm gì mà tối ngày đi nhìn ngó người khác, hiểu không? À, những người khiếm thị họ cũng thiệt thòi, tại vì mình đây mình bấm tim hay gì chăng nữa họ cũng không thấy. Nên khi hát thì mấy người sáng mắt thì còn cổ vũ đồ được chứ họ dùng lỗ tai họ nghe thôi, nên họ không có biết cổ vũ như mình ha. Nên chúng ta mong cho nhân duyên của những người khiếm thị đi về chùa mình nó tăng trưởng cao lên, phước báo tăng lên, đời sau của họ nó càng tốt hơn đời này hay gì. Nên những anh chị ca sĩ mà đi đến chùa mình hát nó nói chứ những nhân duyên này đặc biệt lắm, đem lời ca tiếng hát của mình để gỡ đến với người ta, đem cái tình thương mến thương của mình đến với họ. Thật sự mà nói với vị biết, một con người mà tình thương dư thừa mình đến mình bỏ thêm chút nữa mình thấy nó bình thường lắm. Còn một người mà ta thiếu thốn tình cảm, mình chỉ cần có sự quan tâm thương người ta một chút thôi, người ta cảm thấy ấm áp cõi lòng lắm quý vị, rất là ấm áp cõi lòng. Như cái người mà có tiền nhiều mình đem mình đưa cho họ bình thường lắm, nhưng cái người không có tiền mình cho họ một chút thôi họ cũng rất là mừng. Đó là cái quan trọng lắm quý vị. Nên mong cái mấy anh chị ca sĩ đến đây hát, ở chùa mình ai cũng có duyên đặc biệt, chúng ta sau này cũng lớn tuổi cũng già, mong cái phước duyên này tới già mà vẫn hát hay, luôn luôn được tỉnh táo sáng suốt, đó là cái phước lớn nhất cuộc đời mình quý vị. Nên không nhất thiết là chúng ta phải là ca sĩ nổi tiếng,
Miễn là ca sĩ người ta chịu hát là mình chịu nghe. À, mình không gầy dựng cho người ta thì sau này làm gì có được những ca sĩ nổi tiếng. Nên có khi người ta được hát rất chân quý, còn quý hơn là mình cần người ta hát. Nhớ kỹ nha. Tại vì khi người ta được hát, người ta rất chân quý thì mình sẽ quý lại cái tâm đó. Còn hơn là mình quá cần người ta hát mà người ta không cần hát mà miễn cưỡng hát. Dù có nổi tiếng cũng tùy duyên. Không sao. Hiểu không? Nên như vậy đó thì hay lắm. Ngôi chùa mình tình thương mến thương quý vị. Miễn là truyền tải cái âm nhạc Phật giáo hát rõ ràng như anh Vinh Tấn nè, anh hát cũng rõ ràng. Bởi vì nghe quý vị, bản thân nhận đức có khi nhiều người Phật tử đồ người ta cũng nói con là con thấy hồi đó giờ ông thầy giảng pháp là thầy là ông thầy xấu nhất. Nhưng mà không ngờ nhận đức lại là ông thầy nuôi người già nhiều nhất, lại tổ chức nhiều chương trình nhất. Thấy không? Nên là mình nói đừng buồn, như anh Vinh Tấn anh mới bước lên, trong lòng mình nghe mình nói ủa cái anh ca sĩ này thấy ảnh hơ lúa lúa một chút nha. Trong tâm mình nói vậy liền quý vị. Mà ảnh hát lên cái mình nói bởi vì đừng có nhìn người qua gương mặt. Đúng quý vị. Cái này mình nói thật lòng mình đó. Chúng ta là phàm phu mình ưa, mình thấy cái hình tướng ta một cái là mình nói ủa sao ông này sao nhìn lúa lúa nghe. Nhưng mà lên đã cắt tiếng hát lên cái có khi nhìn bảnh bao mà chưa chắc hát bằng cái tiếng hát người ta. Thấy không? Như năm xưa quý vị thấy Tấn Vũ đâu có đẹp đâu, nhưng mà nổi tiếng từ hải ngoại cho tới Việt Nam đều nổi tiếng quá trời. Đâu có đẹp quý vị, Tấn Vũ có đẹp không? Nó đâu có đẹp, nhưng mà hát rất hay. Cái quan trọng là truyền tải âm nhạc bằng cái tấm lòng. Đây là cái quan trọng. Thấy quý vị. Nên quý vị ơi, nhìn người đừng dội vàng nhìn qua gương mặt nha quý vị. Có những khi lời nói trước mặt quý vị rất là nghe hay, nhưng sau lưng quý vị cũng chưa chắc hay. Mà cũng không phải ai cũng là như vậy. Mà cũng có những người trước mặt mình nói thấy không hay, nhưng sau lưng mình ta lại hay thì sao? Và có những người trước mặt nói rất hay mà sau lưng cũng hay. Nên mỗi một con người mình không đoán được đâu quý vị. Đó là cái mình nên nhìn mình là hay nhất. Mong mà ai về chùa mình cũng được sự an lạc nha. Ai về bài Phật, chúng ta chấp tay hồi hướng đó quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.